Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Blockchain Dream. Thì hôm nay chúng ta sẽ học bài 13 trong cái loạt video về phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao, từ một người mà bình thường trở thành một pro. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái công cụ phân tích kỹ thuật mà mình cho rằng công cụ này nếu mà bạn nào thuần thục thì có thể dùng một mình nó thôi và có thể quẩy rất là mạnh trên cái thị trường. Tức là chúng ta có thể dùng một mình nó và làm mưa làm gió trên sàn giao dịch. Đó. Thì nghe có vẻ là rất là ghê gớm đúng không? Thì công cụ này á, thật ra nó sẽ bao gồm rất là nhiều những cái công cụ khác. Và đặc biệt trong đó là những các đường trung bình. Cũng như là phân tích rất là nhiều tâm lý của thị trường mà đưa vào công cụ này. Thì đây là một cái công cụ mà mình nhận xét nó rất là mạnh. Và dùng được trong các xu hướng, phần lớn là xu hướng dài hạn và trung hạn. Đó. Thì sau khi học được cái công cụ này rồi á, các bạn có thể dùng nó để có thể xác định được các đường kháng cự hỗ trợ. Cũng có thể như là xác định được cái xu hướng của thị trường. Cũng có thể là dùng nó để phán đoán được là cái điểm mua tốt và cái điểm bán tốt. Và chúng ta có thể có một cái cách nhìn tổng quát hơn trong một thị trường. Thì lúc đó sẽ đưa ra được cái quyết định là giao dịch tốt, khi nào cần mua, khi nào cần bán. Rồi bây giờ chúng ta vào bài học. Thì Ichimoku Cloud là gì? Thì đây á, là cái công cụ mà nó có một cái tên khác ở tên tiếng Nhật là Ichimoku Kinko Hyo. Thì cái công cụ này á, là do cái nhà báo gọi là Goichi Hosoda phát triển vào những năm 1930. Thì các bạn bữa giờ học thì thấy là phần lớn các công cụ mà phương Tây mà họ phát triển được á, thì là toàn là những nhà khoa học này, những nhà phân tích học, những nhà kinh tế học. Còn công cụ của chúng ta học là hai cái rồi. Đó là một là biểu đồ nến, thì do một cái người bán gạo họ nghĩ ra. Bây giờ thì công cụ Ichimoku này á, thì lại do một nhà báo phát triển ra ha. Người Nhật nó rất là uy tín và rất là hay, mình thấy rất là hay ở cái chỗ là một nhà báo nhưng mà lại phát triển được một cái công cụ rất là mạnh cho chúng ta sử dụng. Chúng ta phải nhớ ơn những người này nhé. Rồi công cụ á, thì giúp chúng ta có một cái nhìn tổng thể về xu hướng giá trên thị trường, giúp xác định các điểm hỗ trợ kháng cự, các xu hướng trendline, độ mạnh yếu của xu hướng, tìm ra các điểm giao dịch tốt. Thì công cụ này á, ngoài xác định các điểm như trên thì nó còn nói rằng cái điểm này mạnh hay điểm này yếu nữa. Tức là khi mà tìm ra một điểm giao dịch á, thì nó còn nói rằng điểm giao dịch này tốt, là mạnh hay không, hay là yếu, hay là trung bình. Còn xác định được cái xu hướng thì cái xu hướng đó là xu hướng mạnh hay xu hướng yếu. Thì công cụ này mình thấy nó hay ở cái chỗ đó. Công cụ rất là hay. Mà phần lớn là ai cũng phải biết ha. Để học đây rồi thì các bạn phải biết. Và mình thấy có một cái điều á, rất là không nên ở chỗ những cái bạn mới. Đó là các bạn khi mà các bạn xem video á, thì các bạn phần lớn là các bạn xem cho biết. Các bạn xem cho biết cái công cụ đó là gì. Và các bạn cứ háo hức ra video hàng ngày. Mà thật ra cái việc ra video hàng ngày của mình á, đó là mình hoàn thành trọn cái bộ phân tích kỹ thuật này. Đó là cái ý nguyện của mình. Còn các bạn mong ra video hàng ngày á, với cái mục đích là để thỏa mãn, tức là để xem có những cái công cụ nào hay không, thì cái đó không tốt. Không tốt ở chỗ là các bạn xem một công cụ mà lướt lướt cái kiểu đó thì chẳng bao giờ bạn giỏi được cả. Mà khi mà xem qua một công cụ á, thì bạn phải đào sâu vào nó, bạn phải tìm hiểu, bạn thực hành nó thật là nhiều. Một cái công cụ này á, ví dụ như một công cụ Ichimoku Cloud này mà để bạn thuần thục á, thì ít nhất á, cũng phải mất một tuần để các bạn có thể là xem xét những cái đồng nào là phù hợp với nó, rồi cái công cụ này đúng trong những khung thời gian nào, và khi nào thì ứng dụng cái công cụ này tốt, khi nào thì nên nhìn lướt qua nó thôi. Để mà thuần thục trở thành một pro thì chúng ta phải luyện tập rất là nhiều. Và bạn đừng có hy vọng gì là sau khi xem xong một cái video ngắn ngủi 30 phút như thế này thì bạn sẽ giỏi, không có đâu. Cái chuyện đó là không thể nào nhé. Để thành một cái người chuyên nghiệp và kiếm rất là nhiều tiền thì bạn phải khác so với những người bình thường. Nếu như mà mình nói, nếu như mà ai cũng xem xong cái 20 video này mà giỏi á, thì cái dân tộc Việt Nam này không có ai mà nghèo đâu. Đó nên là cái khác nhau ở chỗ
là một người xem và ứng dụng, và ứng dụng thì rút ra kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm nó đúng hay sai đó, và lần sau mình áp dụng những cái trường hợp khác. Do đó thì các bạn nên luyện tập thật là nhiều, chứ không phải là xem xong là giỏi, và cũng đừng có háo hức xem nhiều. Thật ra các bạn háo hức thì mình rất là vui thôi, nhưng mà mình biết rất là nhiều bạn xem xong thì các bạn xem rồi để đó thôi, chứ còn không phải xem xong để ứng dụng thực tiễn đó. Nên mình mong các bạn xem xong các bạn phải ứng dụng vào và luyện tập thật là nhiều vào. Chỗ mỗi cái video như thế này thì có rất là nhiều kiến thức, nhưng nên bạn cần phải xem đi xem lại, có thể download video về để xem đi xem lại, hoặc là có thể xem online. Bạn nào mà không có mạng thì download về. Rồi mình nói tiếp ha. Thì cấu tạo của Ichimoku Cloud là gì? Thì đây là một cái công cụ mà chúng ta có thể nhìn thấy được là nó bao gồm rất là nhiều thành phần. Nên dùng tất cả những cái thành phần này vào thì chúng ta mới có thể nhìn được cái xu hướng tổng quát, hoặc là một cái nhìn tổng quát về thị trường. Thì công cụ Ichimoku Cloud bao gồm 5 thành phần chính. Thứ nhất là đường Tenkan-sen. Là cái đường, mình nói sơ thôi, cái đường Tenkan-sen là cái đường màu xanh này. Cái đường màu xanh này. Rồi, thứ hai là cái đường Kijun-sen. Kijun-sen là cái đường màu đỏ. Rồi, thứ ba và cái quan trọng nhất đó là Kumo. Kumo có nghĩa là mây, cloud. Đây là bạn thấy cái vệt mà màu xanh màu đỏ này nó đi liền với nhau này. Tiếp theo nữa là cái đường Chico-span. Chico-span là cái đường màu trắng hoặc là cái đường màu xanh lá cây. Thì cái đường này đây. Và cuối cùng á là đường Senko-span. Senko-span này thật ra nó có hai đường, Senko-span A và Senko-span B. Thì đây, hai cái đường Senko-span này nó tạo nên đám mây đây. Đó. Rồi, bây giờ những cái từ bên đó là từ tiếng Nhật. Thì các bạn phải, cái công cụ này bằng tiếng Nhật nên bạn phải hãy lưu ý một chút. Đó là chúng ta sẽ chuyển đổi tiếng Nhật qua tiếng Anh, và chúng ta có thể làm quen vài thuật ngữ tiếng Nhật. Cũng như là qua cái slide này thì bạn có thể biết được vài từ tiếng Nhật ha. Sau này gặp người Nhật thì có thể chém gió ha. Nói chơi thôi chứ vài từ này chém gió nào được. Chém gió trong cái lĩnh vực này thôi ha. Đầu tiên á, từ Ichimoku. Ichi là một, moku là ánh mắt ha, cái nhìn. Thì á, từ Ichimoku này bằng nghĩa với là một cái nhìn. Thì cái công cụ này á, nó còn gọi là cái công cụ Ichimoku Kinko Hyo. Thì ở đây á, Kinko ở đây có nghĩa là cân bằng, Hyo có nghĩa là trạc, đồ thị ha. Thì á, cái công cụ này tên tổng quát của nó sẽ là một cái nhìn tổng quát, để tức là một cái nhìn tổng quát về đồ thị, về thị trường, nhìn cho mọi thứ nó trở nên cân bằng ha. Đồng đồ thị này nó bao gồm rất là nhiều thứ và mọi thứ này cân bằng với nhau. Tiếp theo nữa là sen. Sen có nghĩa là line, là đường. Đó. Ví dụ như Tenkan-sen có nghĩa là đường Kansen. Rồi cái đường Kansen này tên tiếng Anh của nó là conversion line. Đó, những người nước ngoài họ dịch thành conversion line. Còn cái đường Kijun-sen này thì gọi là cái đường bay line, đường bay line. Thêm nữa, cái đường Senko-span á, Senko-span nó có hai đường, Senko-span A và Senko-span B. Thì cái Senko-span A á, là nó cái đường màu xanh này này, đường màu xanh này. Và Senko-span B á, là cái đường màu đỏ này. Và hai cái đường Senko này, nó sẽ tạo nên được một cái đám mây, gọi là mây Kumo. Kumo là mây, tiếng Nhật Kumo có nghĩa là mây. Đó. Còn thêm một cái đường rất là quan trọng nữa là cái đường Chico, Chico-span. Hay còn gọi là đường Luckin Span, là đường trễ, đường báo tín hiệu trễ, là nó cái đường màu xanh này đây, Chico Span hay Luckin. Đó. Còn đường Senko là đường Lidin. Để quen những cái thuật ngữ này thì bạn cứ xào đi xào lại nhiều, rồi thực hành nhiều là bạn sẽ nhớ. Còn mới ra nghe Tenko, Tenkan gì đó nghe có vẻ khó đúng không? Không sao đâu, để thành pro thì không phải ngày 1 ngày 2 được. Mình có đọc một cuốn sách rất là hay, đó là cái cuốn Tôi đã kiếm 2 triệu đô từ thị trường chứng khoán như thế nào. Thì các bạn cũng có thể đọc cái cuốn sách này. Và cái tác giả là một diễn viên múa ba lê, và tác giả đam mê vào cái thị trường chứng khoán. Và để trở thành một người không biết gì cho tới khi trở thành triệu phú và kiếm được 2 triệu rưỡi đô la từ thị trường chứng khoán, thì anh ấy đã mất 6 năm rưỡi. Nên làm gì cũng cần phải có thời gian ha. Các bạn không thể cấp tốc được, không thể dục tốc bất đạt. Cái gì mà vội vàng thì mình sẽ nhanh chóng thất bại thôi.
cái gì cũng cần phải có thời gian. Để trở thành một pro cũng thế, các bạn cũng cần phải thời gian luyện tập thật là nhiều. Đó, còn cái thị trường này kiếm tiền rất là dễ, nên là các bạn đừng có sợ cơ hội vụt mất. Cơ hội thì nó cứ còn mãi thôi, còn mãi à, cứ vài vậy đó. Chỉ cần bạn có kiến thức, có kinh nghiệm, có kỹ năng thì bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Còn đừng có vội đầu tư khi mà mình chưa có kiến thức gì cả. Đừng có sợ mất cơ hội, cơ hội nó đầy ra thật. Còn để mà trở thành triệu phú hay là tỷ phú gì đó thì các bạn cũng cần phải rất là nhiều năm. Như cái anh kia ảnh cần phải 6 năm rưỡi, thì bạn bèo bèo của bạn cũng phải chuẩn bị là mình phải mất 5-6 năm đi. Chứ đừng có vội ngày 1, ngày 2 làm gì cho mệt hết á. Trong cái lĩnh vực này là vậy, cũng bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy ha. Để thành công thì cần có thời gian. Rồi, vậy thì cách tính các thành phần Ichimoku Cloud như thế nào? Thì hồi nãy chúng ta đã thấy được là nó bao gồm những cái thành phần như thế. Thì thật ra cái cách tính này á, thì máy tính nó tính dùm các bạn rồi, thì các bạn không cần phải tính lại nữa. Đó, bữa nay các công cụ hỗ trợ chúng ta là đều những máy tính nó tính hết. Nhưng mình đưa ra đây để cho các bạn có thể nắm được cái bản chất của nó. Khi mà các bạn hiểu được cái bản chất của nó rồi á, thì các bạn sẽ trở nên là một cái người khác so với những người mà chỉ ứng dụng máy móc. Đó. Thì đây, Tenkan-sen, tức là Tenkan-line đó. Tenkan-sen này được tính bằng giá cao nhất cộng với giá thấp nhất và chia cho 2, được tính trong 9 chu kỳ gần nhất. Tức là trong 9 cái chu kỳ, ví dụ như một chu kỳ là 1 ngày, thì 9 chu kỳ là trong 9 ngày. Thì trong 9 ngày gần đây, giá cao nhất là bao nhiêu, giá thấp nhất là bao nhiêu, thì nó lấy trung bình giá giữa hai cái mức giá đó, giá cao nhất cộng giá thấp nhất chia 2. Không phải là giá của mỗi ngày nhé, mà là trong 9 ngày này này, giá cao nhất là bao nhiêu, và trong 9 ngày này giá thấp nhất là bao nhiêu, thì cộng lại chia đôi. Cái đường Kijun-sen thì cũng tương tự, cũng cao nhất cộng thấp nhất chia 2, nhưng mà bây giờ nó tính trong 26 chu kỳ. Nếu mà chu kỳ ngày thì 26 ngày gần nhất. Đó. Còn cái đường Chikou-span thì giá đóng cửa hiện tại là bao nhiêu thì nó dời trở lại quá khứ 26 chu kỳ. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Ví dụ như hiện tại giá đóng cửa của ngày hôm nay là 15 đô thì nó sẽ dời cái số 15 đô đó về 26 ngày trước, về 26 chu kỳ trước. Rồi, những cái giá đóng cửa liên tục như thế thì nó sẽ làm nên một cái đường, ở cái đường Chico ha. Rồi tiếp nữa là cái đường Senkou-span. Senkou-span thì đường này á thì bằng đường Tenkan cộng với Kijun chia 2. Đó, và dời lên 26 chu kỳ ở tương lai. Rồi cái đường Senkou-span B á thì là giá cao nhất cộng giá thấp nhất trong 52 chu kỳ gần nhất. Nó tính được cái điểm đó, sau rồi nó lại dời lên 26 chu kỳ ở tương lai. Đó, thì phần lớn á, các bạn nhìn kỹ á, các bạn có thể thấy được rằng ở đây toàn những phép toán cộng trừ nhân chia thôi. Cộng trừ thôi, cộng trừ nhân chia, và nó cộng trừ giá cao nhất và giá thấp nhất là chủ yếu. Nên nó cái điểm chính của này á, cái bản chất của nó là nó xem cái dao động giá giữa mức thấp nhất và cao nhất và tính trong các chu kỳ khác nhau, từ chu kỳ ngắn 9 cho tới chu kỳ cao 52. 9-26-52, để nó biết được là cái mức giá trong những cái chu kỳ ngắn thì so với những chu kỳ dài như thế nào. Đó. Rồi nó sẽ đoán được là tâm lý của các nhà đầu tư. Thì ở đây tại sao lại có số 9, số 26 này, số 52 này? Thì số 9 biểu thị là 1 tuần rưỡi. Thì đối với những dân trader và những cái người mà đầu tư thì họ xem 1 tuần là có 6 ngày, bỏ ngày chủ nhật đi. Thì 9 ngày có nghĩa là 1 tuần rưỡi, thì 26 ngày tương đương với 1 tháng. Đó. Và 52 á, thì là tương đương với 2 tháng. Đó, thì họ sẽ phân tích cái tâm lý của các nhà đầu tư trong vòng 1 tuần rưỡi vừa qua, và trong 1 tháng vừa qua, và trong 2 tháng vừa qua. Thì thật ra như mình nói rồi, thì phân tích kỹ thuật đó, có nghĩa là mình đánh giá cái tâm lý thị trường, và cái tâm lý thị trường đó nó hiển thị lên đồ thị thông qua các mức giá. Và các mức giá đó thì sẽ tạo thành một cái đồ thị. Thì chúng ta phân tích tâm lý thị trường, có nghĩa là chúng ta phân tích cái mức giá trên biểu đồ. Và tất cả những cái công cụ hỗ trợ này, nó đều chỉ ra cho chúng ta rằng tâm lý của các nhà đầu tư hiện tại là như thế, và trong tương lai nó sẽ như thế nào đó. Nó cái hướng như thế nào đó. Thật ra phân tích kỹ thuật có nghĩa là phân tích tâm lý các nhà đầu tư thôi mà. Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Rồi, các bạn chỉ nên nắm sơ thế này thôi nhé. Còn những con số mà 9, 26, 52 này là những cái con số mà các bạn nên để mặc định, tại vì nó rất là đúng, và đúng nhất thì trong cái chu kỳ là 1 ngày.
Đó, khung thời gian một ngày nó rất là đúng. Đó, những cái con số này là thành thánh lắm. Ví dụ như 52 tương trưng cho 52 lá bài này. Đó, thì những cái con số này rất là hay và các bạn nên để mặc định. Thì có những người họ thay đổi, ví dụ như một tuần có 6 ngày thì họ sẽ đổi thành một tuần 7 ngày. Thì mà 26 này họ sẽ đổi thành là 30, 30 ngày. Còn 2 tháng thì họ sẽ đổi thành 60 ngày. Như thế thì nó vẫn cứ đúng thôi. Đó, thì bạn cũng có thể thay đổi nếu mà bạn hiểu được cái bản chất của nó. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần là ứng dụng cái công cụ hỗ trợ Ichimoku Cloud vào cái việc xác định đường hỗ trợ và đường kháng cự. Đó, thì ở đây á, thì như bữa trước chúng ta học cái đường trung bình EMA làm đường hỗ trợ kháng cự, thì bây giờ cái mây Ichimoku này thì nó tạo ra được bốn cái đường hỗ trợ kháng cự chính. Đó là thứ nhất là đường Tenkan, thứ hai là đường Kijun, và thứ ba là hai cái cạnh của mây, đó là Senkou Span A và B, thì sẽ tạo ra được bốn cái đường kháng cự hỗ trợ. Thì độ mạnh yếu của các đường này khác nhau, thì tùy vào cái vị trí của cái đường giá mà các đường trên là kháng cự hay hỗ trợ. Nếu cái đường giá là cái đường nến này này, nó nằm ở dưới bốn cái đường này, thì bốn đường này xem như là đường kháng cự, rất khó vượt qua bốn cái đường này. Còn nếu mà giá nằm trên bốn cái đường này như thế này đó, thì cái các đường này được xem như là đường hỗ trợ. Còn kháng cự hỗ trợ là gì á, thì bạn bạn nào mà chưa xem thì xem lại cái video kháng cự hỗ trợ mà mình đã làm ở phía trước rồi. Thì tất cả những cái video mình làm á, mình đã sắp xếp từ từ căn bản tới nâng cao. Những cái video trước sẽ hỗ trợ cho những cái video sau, và cũng như là những cái video sau sẽ ứng dụng những cái kiến thức mà video trước nói rồi, mình không xin phép không có nói lại ở đây nữa. Đó. Và mình đã sắp xếp rất là khoa học để cho những cái bạn mà chưa biết thì có thể là nắm và đi lên từ từ. Đó. Rồi, ở đây á, chúng ta có thể nhìn thấy nè. Cái như mình nói hồi nãy, cái độ mạnh yếu của bốn cái đường này khác nhau, thì nó khác nhau như thế nào? Ở đây, khi mà giá nó đi từ trên xuống, ví dụ như là giá nó nằm trên bốn đường, thì cái mức hỗ trợ đi xuống, thì những cái đường này đóng vai trò là đường hỗ trợ. Thì những cái đường hỗ trợ, cái mức của nó có độ mạnh yếu khác nhau. Thì đầu tiên á, là đường Tenkan là cái đường yếu nhất, tức là cái đường màu xanh là cái đường yếu nhất. Đường Tenkan là cái đường này này, đường màu xanh này là cái đường yếu nhất, giá có thể vượt qua lên vượt xuống cái đường này rất là dễ dàng. Thì tiếp theo tới đường Kijun là cái đường màu đỏ này này. Đó, cái đường màu đỏ này là cái mức mạnh của nó thứ hai. Đó, nếu mà ở đây này, nếu mà giá nó vượt qua được cái đường Tenkan rồi á, giá nó đi xuống, nó bẻ gãy được đường Tenkan rồi, thì như cái hình này nó bị sai các bạn, cái hình này nó bị sai nhé, mình đi cái hình khác nhé. Rồi, đây này, ví dụ như giá đi lên đúng không, giá đi xuống, đầu tiên nó bắt buộc phải cắt qua cái đường Tenkan trước thì nó mới dám nghĩ tới cái chuyện là cắt qua Kijun. Rồi sau đó khi nó cắt xong Tenkan và Kijun rồi á, thì cái cạnh đầu tiên của đám mây, cái cạnh gần nó nhất của đám mây á, thì nó phải cắt qua, thì nó mới dám là nghĩ tới cái chuyện là cắt qua cái cạnh còn lại của đám mây. Đó, nên là cái bốn cái mức độ này á, gọi là level 1, level 2, level 3, level 4. Và yếu nhất á, là đường Tenkan, đó là cái đường hỗ trợ kháng cự yếu nhất. Thứ hai là cái đường Kijun. Đó, rồi tiếp theo á, là cái cạnh của đám mây. Đám mây nào gần với đường giá thì đóng vai trò là yếu hơn, và xa thì là mạnh hơn. Và nguyên cái đám mây này á, nguyên cái đám mây này cũng có thể được xem như là một cái vùng kháng cự hỗ trợ. Mây mà càng dày á thì có nghĩa là giá nó khó vượt qua đám mây. Nó có thể khó mà xuyên thủng được mây. Thì ở đây thì đám mây này có vẻ như sai sai. Đó là đám mây mà đi xuống là thường nó màu đỏ, và mây đi lên là màu xanh. Đó, và tùy thôi, tùy đây là tùy sở thích của mỗi người chứ không phải là sai hay đúng. Mà các bạn thích mây màu gì thì bạn chỉnh màu đấy. Tí nữa vô cái phần thực hành thì mình sẽ chỉ cho các bạn chỉnh cái này, rất là đơn giản thôi, mình thích rồi mình làm thôi, thích màu xanh thì cho màu xanh, chẳng ai bắt mình làm phải màu đỏ cả. Rồi thì đây, kháng cự hỗ trợ này, thì các bạn có thể nhìn thấy trong cái tấm hình này nè, khi mà giá đi lên, khi mà giá đi lên ấy,
thì cái đường màu xanh và cái đường màu đỏ là đóng vai trò là đường hỗ trợ, đúng không? Giá nó nằm trên này. Thì khi á, mà giá nó vượt qua đường màu xanh rồi á, vượt qua đường Tenkan rồi á, thì nó sẽ có xu hướng đi tiếp tới cái đường Kijun đó. Và khi mà nó vượt luôn qua đường Kijun á, để nó break out xuống á, nó phá vỡ cái đường kháng cự này xuống á, thì nó có cái khả năng nó chạm vào cái biên của mây. Và các bạn có thể để ý nè, khi mà nó chạm vào cái biên như thế này thì nó bật lên lại, thấy không? Những cái biên này á, cũng như là các đường này á, nó đóng vai trò là một đường kháng cự hỗ trợ. Như ở khúc này, giá nó chưa chạm vào biên, nó chưa chạm vào biên mây ở đây, nhưng mà nó đã chạm vào cái đường màu xanh thì nó đã bật lên lại liền rồi. Nó chạm vào một đường màu xanh, nó bật lên lại. Còn khúc này thì chạm vào đường màu đỏ, nó bật lên này. Nên các đường này đóng vai trò là đường kháng cự và hỗ trợ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần xu hướng. Thì người ta có thể dùng Ichimoku Cloud, cái công cụ này dùng để phán đoán được cái xu hướng của thị trường. Và xu hướng thì cũng rất là dễ thôi. Đó, cái đám mây này mới gọi là đám mây chuẩn này. Các bạn nên để cái màu sắc nó như thế này, đừng có nên chỉnh lại, đừng có màu mè, đừng có bày đặt là tao thích màu xanh, tao thích màu vàng, tao để. Các bạn đừng có nên như thế, mà là các bạn nên để cho nó phù hợp với số đông. Mà khi mà mình nhìn vào cái đồ thị người khác á, thì nó cũng không có khác gì nhiều với cái đồ thị của mình. Bạn để màu vàng hoặc màu tím thì bạn nhìn vào cái đồ thị người khác màu xanh màu đỏ thì nó khác nhau quá. Nên chúng ta sẽ thống nhất là dùng mây màu xanh với mây màu đỏ. Thì mây màu đỏ tượng trưng rằng giá đã đi xuống, giá có cái xu hướng đi xuống, và mây màu xanh thì giá nó đang đi lên. Đó. Thì khi mà giao dịch á, các bạn mua vào rồi, giả sử các bạn mua vào đây ha. Mua vào đâu đó ở đây. Mà thấy mây xanh là thấy khoái rồi đó. Thấy mây xanh là khoái rồi ha. Tại vì mây xanh á, là biểu thị là mức giá tăng và xu hướng đi lên. Còn khi mà mua vào á, vừa mua xong mà thấy mây đỏ. Mây đỏ là thấy một cái bầu trời u ám đó. Đó, cái mây đỏ này là thể hiện cái xu hướng giảm của thị trường ha. Đó, thì xác định xu hướng rất là dễ thôi. Mây xanh là thì xu hướng đi lên, mây đỏ là xu hướng đi xuống. Rồi, khi mà xác định xu hướng á, thì ngoài cái việc nhìn mây, các bạn á, cũng cần phải nhìn thêm một cái vài yếu tố nữa. Tại vì không phải lúc nào mây nó cũng mượt mà như bên cái hình kia. Thứ nhất á, là đường giá. Và chủ yếu hơn là các bạn nên nhìn cái giá đóng cửa, nhìn cái đai giá đóng cửa so với mây, so với cloud. Thì ở đây á, nếu mà cái đường giá này á, nó nằm ở phía trên, cái đường giá là những cái cây nến này, nó nằm ở phía trên đám mây thì biểu hiện rằng cái xu hướng đang tăng. Đó. Còn á, thêm nữa là các bạn phải nhìn được cái đường Chico Span, cái đường màu xanh lá cây này. Nó cũng phải nằm ở trên đám mây thì thể hiện được cái xu hướng này là cái xu hướng tăng. Đó. Thì ngoài cái việc mây xanh rồi á, thì phải hai cái đường, một là đường giá này, hai là cái đường Chico Span, nó nằm luôn trên đám mây thì mới gọi là cái xu hướng tăng mạnh được. Thêm nữa, nếu mà cái xu hướng tăng cực kỳ mạnh á, thì cái đường giá này nó nằm luôn ở trên cái đường Tenkan. Đó. Thì ngoài cái việc đường giá nằm phía trên cloud rồi, cái đường Chico nằm phía trên cloud rồi, mà cloud bây giờ là cloud mây xanh, thì á, ngoài cái việc hai điều đó xảy ra rồi á, thì còn một cái điều nữa mà báo hiệu xu hướng cực kỳ tăng mạnh, đó là cái đường giá nó nằm ở trên cái đường Tenkan, tức là cái đường màu xanh này, thì lúc đó là cái xu hướng tăng rất là mạnh. Và các bạn mua vào cỡ nào cũng ngon. Nếu mà mua vào thì giả sử như mây đây xanh rồi này, mây xanh Chico Span thì nằm ở trên mây này, đó, đường giá nằm trên mây luôn này, rồi bây giờ giá nó cũng nằm ở trên Tenkan luôn đó, như thế này đi chăng nữa thì mua ở đây cỡ nào cũng ngon. Thật, tiền về rất là dễ. Tiền chỉ nói là cứ giơ tay ra là nhạt tiền thôi. Rồi, tiền nhiều quá run lắm. Mình mỗi lần run thì mình hay hút thuốc. Mình hút thuốc nó điều hòa cơ thể, bớt run. Tiếp theo nữa nha, là cái xu hướng mạnh yếu. Thì xu hướng đó là xu hướng mạnh ha. Cái xu hướng yếu thì nó ngược lại thôi. Đây, xu hướng yếu này. Thì bây giờ bạn nhìn thấy cái mây đỏ là thấy nản rồi đó. Vô là nhìn thấy cái đám mây đỏ là thấy nản rồi ha. Bây giờ nè, thì á, mây đỏ biểu hiện xu hướng giảm. Tiếp theo nữa, cái xu hướng này mà giảm mạnh á, thì á, cái đường Chico này nè, cái đường Chico nó nằm ở dưới mây. Và những cái đường giá, những cái nến này nó cũng nằm ở dưới mây luôn.
đó là biểu hiện cái xu hướng giảm rất là mạnh. Thêm nữa, xu hướng giảm mà cực mạnh á, thì những cái đường giá này nè, nó nằm luôn ở dưới cái đường Tenkan, tức là nằm luôn ở dưới cái đường màu xanh này nè. Đó, cái đường màu xanh là cái mức hỗ trợ kháng cự yếu nhất đó, mà nó còn nằm luôn ở dưới này nữa, thì có nghĩa là xu hướng này giảm rất là mạnh ha. Đó, và các bạn nên xem xét tình hình mà bán ra được rồi, thấy như thế này thì bán được rồi này. Đó, từ đây tới khúc này nó giảm tới đây, mà tới đây là thấy bán được rồi, thấy không, giá nó nằm ở dưới Tenkan này, rồi Chico thì nó nằm dưới mây này, giá nó cũng nằm dưới mây luôn này, nhìn ngay đây là bán đây luôn được rồi, chứ còn đòi gì nữa, chờ cái gì nữa, bán đi. Xong rồi nếu mà cổ phiếu này mà tiềm năng thì xuống đây chúng ta mua lại ở đây, đúng không? Tình hình mà ngắm các bạn kết hợp thêm những cái công cụ khác, thấy giá ngon thì có thể bắt đúng đáy mua ở đây. Nếu không mua được ở đây thì có thể mua ở đây cũng ngon hơn là chúng ta là hold to die. Những cái bạn mà cứ nghĩ là giá lên lại, chả bao giờ chịu cắt lỗ cả, mà ôm nó chờ tới sáng mai, chờ tới năm sau. Giả sử như chu kỳ này là chu kỳ ở đây năm 2009 này, đây là tháng 10 năm 2009, đúng không? 2008 chứ, tháng 10 năm 2008 này, qua 2009 này, tới đây tháng 7 này, đó chờ mất một năm, chờ từ tháng 10, chờ tới tới tháng 7 đúng không? Chờ tới tháng 7 giá mới tới đây, chờ một năm mà vẫn còn lỗ chứ, hồi vốn được thì phước. Đó, nên là cắt lỗ là một nghệ thuật, mình nói nhiều rồi. Rồi bữa sau mình sẽ làm cái level cái clip nói về cắt lỗ cho các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta đã biết cái mức kháng cự hỗ trợ, biết được cái xu hướng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần là giao dịch với Ichimoku Cloud như thế nào, cái cách giao dịch của nó như thế nào. Thứ nhất á, để giao dịch á, thì các bạn đầu tiên quan trọng nhất đó là các bạn cần quan sát vị trí điểm giao cắt của Tenkan Kijun, tức là giữa cái đường màu xanh và đường màu đỏ đó. Các bạn cần phải quan sát hai điểm đó. Thứ hai á, là các bạn cần quan sát. Thì đối với Ichimoku, cái tên của nó là một cái nhìn mà, một cái liếc nhìn đó. Tức là dùng cái công cụ này thì bạn phải dùng cái óc quan sát thật là nhiều vào vị trí của Chico và đường giá điểm giao cắt so với Cloud. Cứ lấy cái Cloud này ra làm chuẩn và so những cái vị trí của những cái đường Chico này, đường giá này, rồi cái những cái điểm giao cắt này so với Cloud như thế nào, thì chúng ta sẽ biết được rằng cái tín hiệu mua lúc đó mạnh hay yếu hay trung bình, rồi tín hiệu bán nó sẽ đưa cho chúng ta ra những cái tín hiệu mua bán. Và cái hay ở cái Ichimoku á, là nó cái tín hiệu đó nó còn nói được rằng á, tín hiệu đó là mua mạnh hay là mua yếu hay là trung bình, bán mạnh hay bán yếu hay trung bình. Thì ở đây á, chúng ta chỉ quan tâm mạnh và trung bình thôi, còn yếu chúng ta bỏ nhé. Những cái tín hiệu mua mà tín hiệu yếu bỏ, không quan tâm. Rồi tín hiệu bán mà thấy tín hiệu bán này cũng yếu thì bỏ, nên chúng ta chỉ xem xét mạnh và trung bình thôi. Đó. Rồi, vậy bây giờ tín hiệu mua mạnh và tín hiệu mua trung bình là như thế nào? Các bạn loại hai trường hợp này ra thì còn lại là tín hiệu mua yếu ha, để chúng ta bỏ cái trường hợp yếu đi. Rồi tín hiệu mua mạnh này, khi Tenkan cắt lên Kijun, tức là khi đường màu xanh cắt lên đường màu đỏ đó, và điểm giao cắt nằm ở phía trên cloud, nằm phía trên đám mây, điểm giao cắt nằm phía trên đám mây. Rồi á, tại cái điểm giao cắt đó thì các bạn giống qua, các bạn nhìn qua thì á, Chico nằm ở phía trên cloud. Đó, cái đường màu xanh lá cây á nằm ở phía trên cloud luôn. Và tại điểm giao cắt này, cái đường giá cũng nằm phía trên cloud, thì lúc đó cho thấy là một cái tín hiệu mua mạnh. Ở đây là cái hình này. Tại điểm giao cắt là đường màu xanh, Tenkan cắt lên Kijun ha. Tại cái điểm giao cắt này thì các bạn nhìn này, cái điểm giao cắt này á, nó nằm trên đám mây là thứ nhất. Thứ hai á, cái đường giá lúc đó giá nó nằm trên đám mây đó, và lúc đó cái đường Chico này á, nó nằm trên đám mây đó. Ba cái này á, thể hiện rằng giá sẽ tăng rất là mạnh, và điểm này là một cái điểm mua mạnh ha. Một điểm mua mạnh. Rồi còn cái điểm mua trung bình thì như thế nào? Cái điểm mua trung bình á, thì Tenkan cũng phải cắt lên Kijun. Cứ cái tín hiệu mua thì bắt buộc Tenkan phải cắt lên Kijun cái đã. Tức là một cái đường màu xanh nó phải cắt lên đường màu đỏ cái đã, rồi tính sau. Đó. Rồi điểm giao cắt thì nằm trong cloud. Khi mà tín hiệu mua trung bình á, thì
thì cái điểm giao cắt ví dụ như Tenkan cắt Kijun mà nó nằm ở phía trong cloud này, trong đám mây này, thì báo hiệu rằng đó là cái tín hiệu mua trung bình, không có mạnh. Đó, cũng được thôi chứ không có mạnh. Điểm giao cắt nằm trong cloud. Còn cái Chico á, tại điểm giao cắt này thì Chico nằm phía trên cloud và đường giá nằm phía trên cloud. Thì cái đường giá và cái đường Chico này bắt buộc phải nằm phía trên cloud. Mạnh hay trung bình gì cũng vậy, bắt buộc nằm phía trên cloud. Và cái Tenkan buộc phải cắt Kijun. Và nếu mà cắt nằm trên á, thì là tín hiệu mua mạnh, mà cắt nằm trong á, là tín hiệu mua trung bình. Đó, các bạn nắm được chưa? Rồi, vậy thì ngược lại á, cái tín hiệu bán thì sao? Tín hiệu bán bây giờ là bán mạnh và bán trung bình. Tín hiệu bán mạnh là bắt buộc chúng ta phải bán liền. Đó là đường Tenkan cắt xuống dưới Kijun. Và điểm giao cắt nằm ở phía dưới cloud. Điểm giao cắt bây giờ nằm ở phía dưới cloud nhé. Nằm ở phía dưới đám mây. Tại điểm giao cắt thì Chiku nằm ở phía dưới cloud. Và tại điểm giao cắt, đường giá nằm ở phía dưới cloud. Đó. Đây. Ví dụ như đây. Này. Tenkan cắt Kijun này. Tenkan cắt Kijun. Cắt xuống, đường màu xanh cắt xuống đường màu đỏ. Và nằm á, ở phía dưới đám mây. Ở đây thì trong trường hợp này thì nó nằm ở trong đám mây. Đó. Và cái đường Chico span lúc đó nó nằm ở dưới đám mây rồi này. Đường giá lúc đó nó nằm ở dưới đám mây rồi này. Đó. Thì lúc này đường giá nó nằm ở trong, nhưng mà các bạn có thể chờ. Nếu mà nó thoát ra khỏi đám mây và nó nằm ở dưới như thế này, tức là ở đây, thì các bạn nên chốt lỗ ra tại đây ngay và luôn ha. Chốt lỗ ra đây ngay và luôn. Tại vì giá nó sẽ giảm rất là mạnh ha. Giảm rất là mạnh. Nhìn mây đỏ là thấy nản rồi đó. Mây xanh mới khoái ha. Mây đỏ là chúng ta có thể bỏ qua liền nha. Đó. Còn đây đây nè, tín hiệu bán trung bình thì điểm giao cắt nằm trong cloud này, nó chỉ khác một chỗ là điểm giao cắt nằm trong cloud thôi. Đó, và cái điểm Tenkan thì lúc nào cũng phải cắt xuống dưới Kijun nữa thì mới cho tín hiệu bán. Thì tại điểm giao cắt đó, thì Chico nằm phía trong hoặc phía trên cloud. Đó, nó không có nằm phía dưới. Nằm phía dưới thì tín hiệu bán mạnh rồi, nằm phía dưới là mạnh. Còn phía trên hoặc phía trong là trung bình. Còn phía trên có khi nó lại là tín hiệu mua. Đó, nếu mà Tenkan cắt lên thì là tín hiệu mua bắt đầu, thấy không? Đó. Nên các bạn chỉ cần để ý cái đường Chico này và đường giá so với đám mây. Một cái điểm giao cắt nằm trong đám mây thì bán tín hiệu trung bình. Thì quay lại cái hình. Nên là lúc đầu là cái điểm giao cắt này nằm trong cloud này thì báo hiệu rằng tín hiệu bán rồi, nhưng mà tín hiệu này cũng trung bình thôi. Nhưng mà khi nó đi xuống đây thì thể hiện rằng tín hiệu bán bây giờ từ trung bình chuyển thành tín hiệu mạnh rồi, chúng ta nên bán ra đây. Đó. Rất là dễ đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần thực hành trên biểu đồ để nói cho các bạn hiểu hơn về cái Ichimoku Cloud này. Thì có một cái bạn kia bạn nhắn tin cho mình hỏi rằng á, sàn giao dịch Bittrex và cũng như các sàn giao dịch khác thì có thêm những cái công cụ hỗ trợ này vào được không? Như RSI này, MACD hoặc Cloud vào được không? Thì mình xin trả lời rằng được và rất là bình thường thôi. Ví dụ như mình qua cái sàn Binance ha. Đây là sàn Binance. Thì nó cũng có một cái biểu đồ như thế này. Đầu tiên các bạn ấn vào cái chữ Trading View này, ở trên cái phần biểu đồ ấn vào Trading View. Đó, sau đó các bạn phóng to biểu đồ ra. Đó, thì những cái công cụ của nó cũng có ở bên đây. Nào là đường trendline, chúng ta có thể vẽ đường trendline như thế này. Đó. Rồi các bạn cũng có thể là dùng những cái bút chì khác vẽ màu rồi chẳng hạn ha. Nó có đầy đủ hết. Đó. Rồi các bạn cũng có thể là đo coi mình đã lãi bao nhiêu phần trăm. Đó, bạn dùng cái thước đây. À, trong vòng một ngày là lãi 20% đây nè. À, cũng dùng cái thước như thế này. Rồi á, các bạn cũng có thể là thêm các công cụ hỗ trợ mà mình đã ứng dụng được vào bằng cách chuột phải vào Insert Indicator ha. Rồi có thể là gõ RSI nè. Đó, thêm công cụ RSI vô này. Hoặc các bạn có thể thêm công cụ hôm nay chúng ta học cái Ichimoku Cloud ở đây ha. Bạn có thể thêm vào đây. Đó, công cụ nó như thế này. Đó, bạn có thể vào đây để chỉnh màu sắc nó lại. Cũng rất là dễ thôi. Chỉnh các thông số là 92652 này nè. Đó. Thì nó cũng chẳng khác gì với những cái khác cả. Nhưng mà tại sao mình lại khuyên các bạn nên dùng cái Trading View? Tại vì cái đồ thị trên đây thỉnh thoảng nó bị lắc. Và cái sàn giao dịch này thỉnh thoảng nó bị lắc ha. Để nó chuyên mua bán thôi chứ nó không có chuyên phân tích biểu đồ. Và thêm nữa là khi các bạn phân tích, các bạn vẽ ra nhiều cái đường trendline như thế này rồi, nhiều cái đường con đường hỗ trợ như thế này rồi, rồi khi mà các bạn tắt đi á, các bạn mở lại thì tự nó sẽ biến mất đi, nó không có lưu lại cho các bạn. Bạn phải vẽ lại, phân tích lại từ đầu rất là vất vả.
Còn khi mà chúng ta dùng TradingView á, TradingView hoặc là chúng ta dùng thêm một cái trang web nữa mà dân trader rất là thích, đó là Coinigi. Nó cho các bạn xài thử thôi, các bạn trả phí thì sẽ có nhiều tính năng vượt trội hơn. Thì lúc nào cũng thế ha, lúc nào cũng trả tiền á, thì nó cũng tốt hơn là không trả tiền cả. Trả tiền lúc nào mình cũng ngon hơn hết á. Giống như là khi các bạn đi học á, thậm chí mình nói thật nhá, cái khóa học này nè, nếu mà các bạn trả tiền á, thì các bạn sẽ học nghiêm túc hơn là khi mà các bạn học miễn phí, các bạn tin không? Nó cũng y như thế đó, nhưng mà mình trả tiền á, thì mình sẽ tiếc tiền hơn và mình sẽ học chăm chỉ hơn. Đó, nên là khi mà đi học á, thì thường là mình hay xài những cái đồ trả tiền. Tại vì căn bản thì mình sẽ tiếc tiền và mình học chăm chỉ hơn. Rồi mình rất là biết nhiều bạn là biết những cái kiến thức đó là giá trị hữu ích, nhưng các bạn không chịu học. Mình biết nhiều lắm. Đó, Coinigi này thì cũng tốt thôi, cũng xài cũng ngon, các bạn cũng có thể làm tương tự như thế. Đầu tiên là khi đăng ký xong thì các bạn chọn sàn giao dịch ở đây ha. Ví dụ như sàn giao dịch Bitstamp này, đó, Bfinex này ha, các sàn giao dịch rất là lớn, Bittrex này ha, các bạn có thể chọn vào đây. Sau đó là trên sàn Bittrex đó, nó có những cái đồng coin nào thì các bạn chọn vào đây đó. Ví dụ như ADX, BTC này, các bạn ấn vào đây đó. Thì khi mà xài nó cũng tương tự như TradingView thôi, chả khác gì cả ha. Và để cho các bạn thông thạo hơn bên TradingView thì bây giờ mình sẽ làm những cái ví dụ mẫu trên TradingView nhé. Đó, hai cái Coinigi và những cái sàn giao dịch này thì mình chỉ mang tính chất giới thiệu thôi. Ok không nào? Ok nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua TradingView. Thì để thêm cái công cụ mà Cloud vào á, thì các bạn cũng những cái thao tác bình thường như là những cái công cụ khác thôi. Đó là đánh vào cái nút này, Insert Indicator, hoặc là các bạn ấn chuột phải vào Insert Indicator. Các bạn gõ Ichimoku Cloud. Đó. Hoặc là các bạn có thể gõ Ichimoku thôi, là nó ra đây gợi ý cho các bạn liền. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn cái này. Rồi. Ở đây á, các bạn có thể là vào cái phần Setup. Phần setup để chỉnh cho nó lại. Đây, dấu răng cưa này ha. Ấn vào đây. Này, đây là những cái thông số mà mình nói lúc nãy các bạn nên để mặc định. Rồi, bên đây á thì conversation line á là cái đường Tenkan này. Các bạn để đậm nó lên một chút cũng được cho dễ nhìn. Baseline là Kijun lên ha. Lacking span là cái đường là Chico đó, các bạn có thể in đậm nó lên. Rồi, lacking này là Senko. Senko này á thì các bạn cứ để in đi. Còn ở dưới đây đám mây nè, đám mây này, mây xanh á, thì các bạn có thể là tô màu mây xanh cho nó đậm lên một chút. Mây xanh nó nhìn nó đẹp hơn chút ha. Mây đỏ cũng thế ha, cho cái mây đỏ này đậm lên. Đó. Đây. Nè, các bạn có thể nhìn thấy nè. Thì ở đây, đầu tiên là xu hướng. Các bạn nhìn thấy cái xu hướng mà mây đỏ nó liên tục như thế này là thấy nó giảm kinh khủng rồi đó nha. Đó, phải biết nhá, phải biết là chúng ta sẽ đối mặt với một cái mức giảm rất là ghê gớm mà chúng ta sẽ bán ra ở đây. Ha, bán ra ở đây khi mà giá nó cắt qua cái đám mây đi xuống như thế này rồi thì chúng ta bán ra. Đó, mà khi mà các bạn để ý này, khi mà giá nó rớt xuống ở dưới đám mây và nó nằm ở dưới cái đường Tenkan như thế này, nằm ở dưới đường màu xanh, tức là Chico nó cũng nằm ở dưới mây này, đường giá nó cũng nằm ở dưới mây này, và đường giá này nó nằm luôn ở dưới đường Tenkan như thế này á, thì báo hiệu rằng đây là một cái xu hướng giảm rất là mạnh ha. Hướng giảm rất là mạnh, không có gì có thể mạnh hơn đó, và chúng ta nên bán ra ngay tại đây đi là được rồi đó. Hoặc thậm chí là bán tại đây này, ngay khi mà thấy đám mây này nó đi ở trong, giá này nó đi ở trong đám mây như thế này là cũng biết nó lao xuống nữa. Chúng ta có thể là dùng thêm những cái công cụ hỗ trợ khác để phân tích ngay tại đây thì nó sẽ như thế nào ha, mà biết là bán ra. Đó. Giá tình hình cái đồng này giảm rất là nhiều. Đó. Mây đỏ là liên tục không? Mây đỏ đâu thì đây này. Mây ơi là mây. Đó, rồi khi mà giá nó đi qua này, bây giờ các bạn có thể để ý nè, khi mà giá nó cắt lên á, đầu tiên á là nó sẽ cắt qua cái đường Tenkan trước,
xong nó cắt Kijun. Đó. Rồi ở đây này, các bạn có thể thấy không? Khi mà nó cắt xuyên qua đám mây như thế này á, có một cái lực bơm rất là mạnh ha. Lực bơm nó mạnh, nó đẩy giá bay qua luôn cái đám mây ha. Đám mây dày như vậy mà xuyên thủng, tức là giá nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Đó. Thì ở đây á, cái đường bên lý thuyết chúng ta học á, là cái đường Chico này này, nó nằm trễ hơn so với giá hiện tại là 26 cây nến. Các bạn có thể đo này, thước này đo nhé, từ đây tới mức giá hiện tại này, đây đúng không, là 26.3 này, 26 thanh này, 26 cây nến này, nằm trễ hơn. Thì nó lấy cái mức giá hiện tại này, giá đóng cửa này, nó dời lui lại 26 cây nến là xong rồi. Còn cái mức vận hành như thế nào á, thì rất là hay. Ở đây là một cái quy luật rất là hay ha, các bạn phải biết. Đó. Thì biểu thị rằng á, cái mức giá hiện tại bây giờ nó là cao hơn cái mức giá trong quá khứ nhiều rồi. Trước đó 26 chu kỳ là nó cao hơn rất là nhiều rồi ha. Đó. Thì ở đây này, khi mà cái đường này cắt lên á, nó nằm ở trên. Nó nằm ở trên như thế này. Nó nằm ở trên đường màu xanh này. Đó. Và giá nằm ở trên đường màu xanh. Và giá nằm trên đám mây ha. Và cái đường Chico này nằm trên đám mây luôn. Thì báo hiệu rằng á, giá ở đây sẽ còn tăng rất là mạnh ha. Đó là cái xu hướng giá và cái các đường. Rồi bây giờ mình có thể đi một cái đồng khác. Ví dụ như Bitcoin đi. Mình rất là thích phân tích Bitcoin. Đây này, mình sẽ chuyển lại cái khung giờ ngày nhé. Khung giờ ngày lúc nào cũng chính xác nhất. Đây. Chúng ta có thể quay lại Bitcoin từ lúc trước ha. Đây này. Đó, các bạn có thể thấy không? Cái đường Chico này này. Lúc đó là vào tháng 7 năm 2017 ha. Tháng 7 năm 2017, Chico nó đi lên nằm phía trên đám mây. Và cái đường giá này nó nằm luôn ở trên đường Dancan này. Đường giá nó nằm luôn ở trên đám mây. Và lúc đó đám mây đỏ thì rất là ít và nhỏ. Mây xanh rất là dày và nhiều ha. Biểu thị rằng á, giá nó đi lên rất là mạnh ha. Và các bạn cũng có thể thấy đó, giá nó đi lên rất là mạnh. Và hai cái đường này đóng góp là cái đường kháng cự hỗ trợ ha. Và đám mây bây giờ giá nó chỗ này này, giá nó xuyên xuống đám mây được một chút thôi là nó bật lên lại liền này. Mây rất là dày và khó vượt qua, báo hiệu rằng lúc đó giá rất là mạnh. Đi qua bên đây là mây đỏ rồi. Đó thì cái công cụ này á, ngoài cái việc mà áp dụng cloud thì các bạn còn có thể là còn nên là ứng dụng thêm những cái công cụ khác nữa. Tại vì mây cloud này á, nó chỉ là một cái công cụ để cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về cái thị trường, về xu hướng giá thôi. Còn để chi tiết ở từng điểm như thế nào thì các bạn phải ứng dụng thêm các công cụ hỗ trợ khác. Thì đối với Bitcoin của ngày hôm nay á, thì các bạn có thể để ý này, đó là cái đường Chico này nó nằm ở dưới đám mây nên thể hiện một cái lực mua không có ha, yếu đó, và cái xu hướng giảm thì có này. Rồi nhưng mà bây giờ á, cái đường giá thì nó nằm ở trong đám mây nên thể hiện cũng đây là một cái lực mua yếu, lực bán thì có thể là mạnh ha, bởi vì á, có một cái đà bán rất là mạnh từ trên xuống dưới rồi. Và chúng ta cũng không có nên mua và bán gì ở những cái tình hình nó như thế này. Tại vì á, ở những cái khúc như thế này á, là cái mức giá 7.000. Nếu mà các bạn kéo qua bên đây á, thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng á, ở bên đây là một cái mức kháng cự hỗ trợ rất là mạnh này. Và cái mức giá bây giờ á, là nó đã nằm ở trong cái vùng này. Nó nằm trong cái vùng này là cái vùng mà đang phân vân không biết là giá nó sẽ đi lên hay là đi xuống ha. Một là giá sẽ bật lên, còn hai là giá nó sẽ bật xuống, thì chúng ta sẽ không biết được rằng giá nó sẽ đi theo chiều nào. Đó, nên là chúng ta quyết định là không nên đầu tư ở những cái giai đoạn thị trường như thế này. Và nếu mà có mua thì các bạn chỉ nên mua ít thôi, phòng trường hợp mà nó giá nó phá cái mức hỗ trợ này. Tại vì cái vùng 7.000, 6.800 tới 7.000 này là một cái vùng hỗ trợ mạnh. Đó, giá nếu mà phá qua đây nó đi xuống thì chúng ta sẽ còn tiền mua tiếp. Nhá. Rồi, còn khi mà ứng dụng cái công cụ Ichimoku Cloud này này, thì các bạn nên tắt tất cả những công cụ hỗ trợ khác đi, để cho chúng ta có một cái nhìn tổng thể về một công cụ này thôi. Đó, sau khi dùng cái công cụ này mà phân tích được rồi,
đánh giá những cái điểm quan trọng được rồi, giống như đánh giá được những cái vùng quan trọng rồi, thì bạn nên tắt cái công cụ này đi, thì hãy bật những công cụ khác lên. Tại vì cái công cụ này nó quá nhiều là những cái đường line như thế này, các bạn bật thêm những cái công cụ khác như là Bollinger Band hoặc SMA thì nó sẽ rất là rối và làm cho chúng ta phân tích làm rất là mệt ha. Rồi mình chúc các bạn là ứng dụng tốt cái công cụ hỗ trợ này trong cái việc phân tích giá cũng như là thành công hơn trong cái mua bán giao dịch của mình. Các bạn thấy hay thì chia sẻ video và đóng góp ý kiến để cho mình có thể làm những video tốt hơn cho cộng đồng. Chúc các bạn thành công và kiếm thật là nhiều tiền. Cảm ơn các bạn nhiều.